quý vị, ngày hôm nay Vũ Liên biết là tất cả những trái tim của tất cả quý vị đang có mặt tại khán tại đường đua Đại Nam ngày hôm nay, và những trái tim mà quý vị, thưa quý vị, và phải nói thật sự là ngày hôm nay có những khán giả có mặt trực tiếp tại địa phương, có những khán giả di chuyển hàng trăm km, và có những khán giả từ những miền Trung, Hà Nội cũng có thể, quý vị. Vì vậy mà chúng ta thấy được rằng là ngày hôm nay cô có quá nhiều cảm xúc, và chắc chắn là trước tình yêu thương của khán giả thì cô sẽ có rất là nhiều điều muốn chia sẻ. Xin được mời cô ạ. Tất cả quý vị ở đây, điều đặt một dấu hỏi là bản thân Nguyễn Phương Hằng đã bị cách ly khỏi xã hội và sẽ sống như thế nào, ra làm sao. Yêu thương có, lo lắng có, và đôi khi cảm thấy mình bất lực, có đúng không quý vị? Mà kính thưa quý vị, đây là những cái câu chuyện rất thật mà tôi muốn bộc bạch cùng quý vị, và tôi sẽ khép lại cái drama này. Bởi vì bản thân tôi là người trong cuộc, tôi muốn nói với quý vị rằng là bản thân tôi thì học ít, đi làm kinh tế, và sau khi về Đại Nam dốc hết tâm sức cùng bên Dũng gầy dựng với Đại Nam. Nhưng trước khi xảy ra cái drama thì có rất nhiều người ủng hộ và không ủng hộ. Và sau khi Nguyễn Phương Hằng tôi đã bị cách ly xã hội thì tất cả quý vị đều thấy rằng là Nguyễn Phương Hằng tôi quốc không trừ phát nào, đúng không ạ? Vì sao quý vị biết không? Tôi không phải là thánh nhân, cũng không phải là một người làm chính trị, cũng không phải là một người đang làm trong bộ máy chính quyền. Nhưng kính thưa quý vị, tâm linh thì không có đùa được đâu. Tại sao ngày hôm nay tôi quyết định chia sẻ với quý vị, và tôi sẽ khép lại cái drama này. Thật sự ra tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, nếu không nói là đôi khi tôi bất thường nữa. Bởi vì tính khí của tôi là một người rất quân tử. Quý vị có hay nghe tôi nói là tôi nằm mơ không quý vị? Thật sự đó là những giấc mơ tôi được báo trước. Và ngày tôi bị bắt đi tù, tôi không ngạc nhiên đâu quý vị. Tôi đang ngủ và ai đó đã kêu tôi, đất nước này đang bị giặc đội xâm lấn, và kêu tôi hãy đến ra đền Hùng ngoài Hà Nội, có hồn thiêng sông núi, có những anh linh đã ngã xuống cho đất nước này và cầu xin đi. Thì bản thân tôi chẳng biết Phú Thọ là nơi nào và vua Hùng là ở đâu, đền thờ ở đâu, tôi chẳng biết gì. Nếu mà quý vị hỏi tôi là thời trang đồ nào, hiệu nào, kim cương giá bao nhiêu, tôi sẽ nói rành rạch cho quý vị nghe. Nhưng mà nói tới những cái thứ đó hay là những cái câu chuyện đó thì tôi hoàn toàn không biết. Và có một cái vấn đề ở đây, tôi nói thật với quý vị, tâm linh thì không thể đùa được đâu. Đây là đền thờ Đại Nam Văn Hiến. Tôi đã có những giấc mơ và kêu gọi tôi. Và khi tôi nói ra thì anh Dũng phản ứng với tôi rất là tiêu cực. Vợ chồng tôi có những lúc tưởng chừng như đi đến bờ vực thẳm là ly hôn. Nhưng cứ mãi thôi thúc tôi, cứ nói với tôi những cái điều mà bây giờ quý vị thấy rồi, sau khi tôi đi tù thì quý vị thấy rồi đó. Đó là sự thật. Đó là về một vấn đề nhạy cảm mà tôi không thể nói với ai hết, là vì vấn đề tâm linh. Tâm linh không đùa được đâu quý vị. Có thể tôi mang một sứ mạng, hoặc là có thể một ai đó đã ai oán một điều gì đó, đã xúi dục tôi và luôn kêu bên lỗ tai tôi. Cho nên tôi quốc không trượt phát nào.
những cuộc nói chuyện nửa say nửa tỉnh. Và chính tôi ngày hôm sau nghe lại, tôi cũng không tin là tôi đã phát ngôn những cái điều mà nó đi quá với con người hiểu biết của tôi. Đó là sự thật, một sự thật mà không có ai thông cảm cùng tôi. Cho nên tôi quyết định chơi cuộc chơi này và tôi tuyên bố là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Khi tôi bị bắt vào thì hỏi tôi là tổ chức nào đã thuê tôi và tôi chửi thuê cho ai. Có lẽ là tôi đã chửi thuê trong trời. Và trong tận cùng của khổ đau tôi cũng biết kêu trời, vì tôi đã hy sinh cho nhân dân bằng những câu chuyện tôi làm. Đến ngày hôm nay, dù thương dù ghét gì thì tôi cũng đã mang niềm tin của nhân dân đến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là một sự thật, dù thương hay ghét không thể phủ nhận. Bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không quý vị? Và quý vị thấy bao nhiêu cơn bão đã đi qua, nhân dân và nghệ sĩ tự phát, chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Cuối cùng tôi đã làm một điều mà chính tôi đã trả một cái giá là tù tội. Tôi không ân hận, vì chỉ có tôi mới hiểu được tôi làm điều gì. Trời biết, đất biết, lương tâm tôi biết. Và cái khổ đau đó tôi là người gánh lấy. Tôi chỉ muốn xin quý vị một điều, kể cả những người làm báo chí, lên đài, lên YouTube, làm ơn tha cho tôi. Bà tù, bà Hằng vừa mới đi tù, bà Hằng bị kêu án tù. Đó là một cái điều gì đó rất cay đắng cho tôi. Một người phụ nữ như tôi vi phạm pháp luật thì tôi đã đi tù, và ngày hôm nay tôi đã trở về được tự do thì làm ơn đừng nhắc tới chuyện tù tội của tôi nữa. Vì tôi đi tù vì nhân dân thì xin hãy bỏ cái chữ tù tội đó dối với tôi đi. Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Có đúng không quý vị? Và hôm nay tôi muốn nói với quý vị một điều. Cái đau khổ nhất của tôi khi mà tôi bị cách ly xã hội, đó là một tôi còn một mẹ già 92 tuổi. Bà ngoại 92 tuổi mà tôi đi tù hơn 2 năm rưỡi, tôi về tôi vẫn còn gặp mẹ tôi là điều hạnh phúc nhất của tôi. Quý vị có nhớ một cái phiên tòa mà mọi người kêu tôi là phải xin lỗi? Thật sự lúc đó tôi nghẹn ngào. Sau đó tôi có giơ tay lên xin phát biểu mà tôi không được phát biểu. Ngày hôm nay tôi sẽ phát biểu cái lời xin lỗi đó trước công chúng. Trước nhất tôi muốn nói lời xin lỗi đó đầu tiên là mẹ của tôi. Tôi đã cách xa mẹ tôi 2 năm rưỡi. Và tôi xin lỗi chồng con tôi vì tôi hy sinh cái tình riêng mà dành cái tình chung cho quý vị. Và cái cuối cùng là tôi xin lỗi bản thân tôi đã quá khổ đau trong cái cảnh tù tội. Có đúng không quý vị? Hôm nay là cái ngày hạnh phúc nhất mà tôi nói được cái lời xin lỗi đó, là tôi xin lỗi mẹ tôi, chồng tôi và tôi xin lỗi bản thân tôi. Nước mắt và máu tôi đã đổ xuống. Cuối cùng, tôi không có tổ chức nào thuê tôi cũng không có ai xúi giục tôi. Vẫn công ty trách nhiệm hữu hạn một mình chơi và chung. Cho nên quý vị thương tôi, quý vị đừng mang hai chữ tù tội dán lên đầu tôi nữa. Tôi đã trả một cái giá quá đau khổ rồi. Đến tôi sáng tác được bài hát, tôi sáng tác được bao nhiêu bài thơ trong cảnh tù tội. Thì từ hôm nay tôi mong muốn rằng tất cả đừng ai lôi tôi lên. Bà Hằng ở tù, bà Hằng bị khởi tố tội này tội kia, đúng không quý vị? Tôi đi tù nhưng tôi không nhục. Tôi không làm gì tội lỗi với nhân dân. Đó là điều tôi còn hãnh diện khi tôi đứng trước cái Đại Nam Văn Hiến này. Kể cả ngày mai tôi ngã xuống, tôi cũng không mơ
hơi giận hận, vì đâu đó nó là sứ mạng, là hồn thiên sông núi đã kêu tôi làm một điều không một người nào dám làm, và tôi đã đánh đổi 2 năm rưỡi tù. Chỉ có một mình tôi dám làm điều đó. Và ngày hôm nay tôi vẫn trở về nguyên vẹn. Hết phúc thì tới họa. Tôi hết họa, bây giờ tôi tới phúc. Có đúng không quý vị? Ai đã gieo trong tố lên đời tôi, người ta có phúc, người ta gieo họa cho tôi. Bây giờ tôi đi qua những cái họa đó rồi thì tới thời điểm tôi được hưởng phúc. Có đúng không quý vị? 2 năm rưỡi không phải là một thời gian dài, nhưng không quá đối với một người phụ nữ như tôi. Tôi đau khổ tới tận cùng bằng sự khổ đau, nhưng tôi không bao giờ ân hận, là bởi vì sao? Tôi chỉ có một lần để sống. Bây giờ nói tôi á, là tổ chức thì cũng không có tổ chức, nói tôi thế này cũng không có thế kia, thì rõ ràng tôi làm theo sứ mệnh của trời Phật. Và bằng chứng là quý vị thấy tôi quốc không trượt phát nào. Tôi không phải là chim tinh gia, tôi cũng không phải là thần thánh, nhưng tôi là Nguyễn Phương Hằng, yêu nước thương dân. Có đúng không quý vị? Quý vị phải công nhận là tôi thật là ghê gớm, vì tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi. Và sau bao nhiêu thương tích thì tôi có thương hiệu. Đúng không quý vị? Tôi chưa bao giờ xấu hổ, tôi chưa bao giờ nhục vì tôi đi tù, vì tôi không hút máu nhân dân, tôi không làm điều gì sai, tôi chỉ muốn hy sinh cho nhân dân. Đúng không quý vị? Bây giờ ai nè bỏ 1.000 tỷ ra mua những kim cương này, tôi cho vô quỹ mặt trận tổ quốc liền. Mua đi, mua giùm tôi đi, 1.000 tỷ tôi cống hiến vô mặt trận tổ quốc Việt Nam. Tôi hứa danh dự với quý vị, lời hứa ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại Đại Nam. Và sau cái buổi này thì tôi mong rằng cái drama của Nguyễn Phương Hằng khép lại. Và tôi cũng xin nói rõ là từ khi tôi rời khỏi trại giam An Phước là ngày 19, hôm nay là ngày 29, tôi chưa một lần xuất hiện trước công chúng, tất cả là phá ke. Và cũng từ hôm nay trở đi, tôi cũng không bao giờ tổ chức một cuộc live stream nào hết, vì sức người có hạn, cuộc chơi thì quá dài. Cho nên tôi còn chồng, còn con, còn yêu bản thân tôi nữa. Cho nên tôi xin khép lại. Và tôi sẽ xuất hiện ở Đại Nam khi cần. Và Chủ nhật tuần tới nữa, tôi sẽ cháy hết mình với quý vị. Thưa quý vị, quá nhiều sự xúc động, sự trải nghiệm. Mà quý vị nếu như ngồi gần cô giống như Vũ Liên thì sẽ cảm nhận được tình cảm của cô ngày hôm nay. Chia sẻ rất là nhiều, rất là thật lòng. Và có một điều mà Liên cực kỳ hâm mộ cô, đó là khi mà lần đầu quay trở lại thì cô lại không nghĩ là cái việc quay trở lại để điều hành công ty, mà cô lại nghĩ ngay ra ý tưởng là ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Thật sự ra mà nói, nhân dân mình, đồng bào của mình là máu thịt của mình. Tôi ở trong tù, tôi đọc báo rất kỹ và tôi rất là buồn. Tôi gào, tôi khét, trời ơi thả tôi ra đi, cho tôi ra sớm đi để tôi về, tôi còn giúp dân. Đó là những lời thật sự. Và sẵn đây thì tôi cũng chia sẻ với quý vị luôn là đi tù nó có những cái quy định cụ thể, là 1 năm nó có vào ngày 30 tháng 4, 2 tháng 9 và ngày Tết. Tất cả các phạm nhân đều được giảm án. Ở đây không có ưu ái. Mà nếu không nói ra, tôi đi tù 2 năm 6 tháng bằng người ta đi tù 4 năm vì tôi tạm giam quá lâu. Và tôi cũng không được giảm án 30 tháng 4. Thì ngày hôm nay tôi về thì nó đã chín mùi gần rụng rồi. Nếu không nói tôi sắp như chung đủ. Anh đã đừng ai nói rằng là một cái ưu ái nào dành cho tôi. Tôi cũng chung đủ như tất cả những phạm nhân khác. Đó là quy định của pháp luật rõ ràng. Còn nói về đặc xá thì tôi cũng không có dạng trong đặc xá, vì tôi là đầu vụ, là chủ mưu của những cuộc live stream. Thì tôi đã đớp từ bãi dưới xe rồi quý vị. Ở đây không có một cái ưu ái nào cho bà Nguyễn Phương Hằng. Và đặc biệt
ở ngoài đời dân thương tôi. Khi vào tù phạm thương tôi. Câu này hay nhất nè. Cô vẫn đẹp, đúng không quý vị? Đẳng cấp là mãi mãi, phong độ chỉ nhất thời. Quý vị thấy tôi mạnh mẽ không? Nhưng đâu có nghĩa là tôi không mệt mỏi. Quý vị biết hôm mấy hôm nay tôi về á, tôi rất là mệt mỏi với anh Dũng. Anh lật tới lật lui, anh lật xuôi lật ngược, anh bỏ đâu tôi lật lìa. Tôi mệt mỏi lắm, mấy ngày nay tôi mệt mỏi với anh Quỳnh Quy Dũng lắm quý vị ơi. Anh lật tới lật lui, hồi bỏ đâu tôi lật lìa luôn.